Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị, Thái Lan của tác giả Dương Hành Triệt do Thi Hương Dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương 2, Nhộn Người, 1 Ở những thành phố du lịch phát triển, khách du lịch thường được thưởng thức những màn nghệ thuật đường phố giặc sắc như tung hứng lửa, nuốt kiếm, phi dao và đương nhiên còn có rất nhiều màn ảo thuật hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu như được ảo thuật ra mời bạn tham gia hoặc người đồng hành vào một màn trình diễn bí ẩn thì tốt nhất bạn nên từ chối. Một, Trong bệnh viện, cảnh sát thẩm vấn tôi suốt mấy ngày liền nhưng trí nhớ của tôi vẫn không hồi phục được tẹo nào. Bên cạnh đó, vì là người duy nhất sống sót nên phút chốc tôi đã trở thành nhân vật thời sự, thường xuyên có các phóng viên vác máy quay tới tậm cửa phòng bệnh đòi phỏng vấn tôi. Nói đến chuyện này không thể không nhắc đến một ưu điểm của người Thái Lan, chính là lịch sử. Có lẽ bởi truyền thống tôn sùng Phật giáo nên hễ có phóng viên tìm đến, y tá đều hỏi ý kiến của tôi trước, nhưng do vừa trải qua vụ tai nạn, mất đi một phần ký ức nên đương nhiên là tôi chẳng còn lòng dạ nào để trả lời phỏng vấn. Thế là cô y tá liền khéo léo từ chối đám phóng viên. Qua ô cửa sổ, Tôi nhìn thấy họ tuy tràn đầy thất vọng nhưng vẫn chắp hai tay quay về phía tôi chào từ biệt. Cũng không có thấy ai đứng ngoài chụp lén ảnh tôi để tung lên báo. Trong mấy ngày nằm viện, tôi đã liên lạc được với ban giám hiệu trường đại học Chiêng Mai. Chưa đầy 10 phút sau, họ đã cử người đến tận nơi hỏi xem tôi có cần giúp đỡ gì không hơn nữa. Còn bày tỏ phía nhà trường đồng ý cho phép tôi nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đợi lúc nào sức khỏe bình phục mới đến đăng ký nhập học sau cũng được. Giáo viên trong trường còn lấy làm tiếp nuối nói với tôi rằng nếu tôi là người Thái Lan, toàn bộ viện phí sẽ được miễn hoàn toàn. Nhưng tôi cũng không phải lo, phía nhà trường đã quyết định sẽ thanh toán toàn bộ tiền viện phí giúp tôi. Tôi hết sức kinh ngạc và cảm động sâu sắc trước tình người nồng ấm mà tôi chẳng bao giờ có được ở nước mình, hoàn toàn yên tâm dưỡng bệnh. Chỉ có một điều khiến tôi hơi lo lắng, đó là hầu như ngày nào tôi cũng gọi mấy cú điện thoại cho Nguyệt Bính nhưng điện thoại của nó cứ tắt máy suốt không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng đã liên lạc với trường đại học trong nước, họ nói sẽ nhanh chóng trả lời tôi. Nhưng đã ba ngày rồi mà vẫn không nhận được hồi âm. Trong ba ngày này, tôi còn gọi về khá nhiều lần nhưng chẳng thấy ai nhấc máy. Tôi chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Và còn một điều nữa khiến cho tôi hết sức băn khoăn, đó là sự biến mất đột ngột của con người màu đỏ. Nỗi phiền toái này đã đeo đẳng tôi suốt nhiều năm qua. Từ nhỏ, Tôi thường xuyên bị trêu chọc vì có cặp mắt khác thường, nhưng chẳng hiểu vì sao giờ đây nó lại thành ra đen nhánh. Tôi nhìn mình trong gương, càng nhìn càng lạ lẫm, đành tự an ủi mình, có lẽ vụ tai nạn lần này đã thay đổi trạng thái sinh lý nào đó trong cơ thể tôi. Sở dĩ tôi có cảm giác đó vì những vết thương trên người tôi lành nhanh đến khó tin. Chưa tới 10 ngày, đến bác sĩ cũng phải mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc vì tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh như thường. Nhận được điện thoại của tôi, Đại học Chiêng Mai bèn cho một người Thái Lan tên là Mangrai tới đón tôi về trường. Tên của người Thái cũng chia làm hai phần họ và tên nhưng tên đứng trước còn họ đứng sau như người phương Tây. Mangrai là tên của ông ta, còn họ là Xe Thông, họ tên đầy đủ là Mangrai Xe Thông. Khi giới thiệu tên mình, sắc mặt ông ta tràn đầy kiêu hãnh. Lúc đầu tôi chưa hiểu vì sao, sau đó tôi mới biết hóa ra Chiêng Mai là do quốc vương Mengrai xây dựng nên vào năm 1296. Sở dĩ vua Mengrai lựa chọn vùng đất này vì ông từng gặp con hươu trắng tượng trưng cho may mắn ở đây và xuất hiện cùng với năm con chuột bạch. Chắc hẳn Mengrai là cái tên quý tộc được truyền từ đời này sang đời khác, thảo nào vẻ tự hào cứ lồ lộ, lộ khi ông ta tự giới thiệu về mình. Theo cách xưng hô của người Thái, phía trước còn phải đệm thêm một đại từ tôn xưng nam giới dù kết hôn hay chưa đều được gọi là nai, nghĩa là ngài, ông, anh, còn nữ giới là nang, nghĩa là bà, cô, chị. Bởi vậy tôi nên gọi ông ta là nai mangrai, có điều cách gọi này thường chỉ sử dụng trong văn viết chứ không dùng để xưng hô trực tiếp với đối phương. Nếu dùng thể xưng hô trực tiếp trong khẩu ngữ ngày thường thì bất kể là nam hay nữ, kết hôn hay chưa, đều dùng đạo từ than, nghĩa là ngài, ông, anh, hoặc bà, cô chỉ để bày tỏ sự kính trọng và chỉ gọi tên chứ không gọi họ. Chẳng hạn như với ông Mengrai này, tôi sẽ phải gọi là Than Mengrai. Mengrai không cao, khoảng 50 tuổi, mang đặc trưng ngoại hình của người Thái là gầy, đen, mắt sâu, mày rậm. Một gọng kính vàng gác trên sống mũi khi cười khiến quay hàm thường vô thức giật giật. Mấy hôm dưỡng bệnh trong bệnh viện, tôi rất tích cực học tiếng Thái. Chờ họ thì không biết, học rồi mới phát hiện ra đúng là mình có năng khiếu ngôn ngữ. Chẳng mấy chốc đã học thuộc được vài câu tiếng Thái cơ bản có thể giao tiếp được vài câu khiến tôi cứ hí hửng suốt. Mangrai giúp tôi thu dọn hành lý, làm thủ tục xuất viện, dẫn tôi chen lên chiếc xe ba bánh samlo lo, lấy làm ai nấy nói với tôi rằng nhà trường ít xe, mong tôi thông cảm. Nhưng tôi lại chẳng nghĩ ngợi gì, thấy rằng làm thế là hợp lý chắc hẳn đất nước Thái Lan chưa có phòng trào xe công làm việc tư như nước chúng tôi. Trên đường đi, tôi ngắm quang cảnh xung quanh, thấy cái gì cũng mới lạ. Nhưng Mangrai thì lại ca thán luôn miệng, nói rằng Chiêng Mai vốn dĩ không như thế này. Trong thành phố được mệnh danh là Hoa Hồng Phương Bắc, những ngôi nhà truyền thống mang sắc màu lịch sử của nơi này đã bị thay thế bằng những công trình bê tông cốt thép. Cùng với tốc độ phát triển vùn vụt của ngành du lịch thương nghiệp hóa nơi đây và con người cũng đã mở mắt trước kim tiền và tham vọng. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương 2, Nhộng Người 2 1. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Theo bước tiến của thời đại, những công trình cũ kỹ phải được thay thế là đương nhiên. Hơn nữa, thành phố Chiêng Mai đang mở rộng về phía thành cổ nằm cách sông Pinh nửa cây số về phía tây, dợp bóng cây xanh, không khí đặc biệt trong lành. Thì thoảng lại xuất hiện những chú voi, nhà sư và chùa tháp Phật, đủ khiến một du khách như tôi cảm thấy như lạc bước tới thiên đường. Mangrai thấy tôi không phản ứng gì với lời nói của mình thì có vẻ hơi thất vọng. Ông ta chỉ vào chiếc xe ba bánh sam lo đang chờ chúng tôi, nói rằng loại xa ba bánh này giờ cũng không còn nhiều nữa mà đã được thay thế bằng loại xe túc túc sao. Nghe vậy, tôi gắng gượng nhịn cười thầm nghĩ thứ này mà cũng đáng để hoài niệm ư hẳn là tôi không đủ sức để hiểu được những hoài niệm sâu sắc của một người luống tủ đối với thành phố cổ xưa trong ký ức của ông ta. Sao, một loại xe mới được cả tiến từ xe sam lo, khi hoạt động có tiếng kêu túc túc nên người ta cũng đặt tên xe là túc túc. Chiếc xe sam lo chở theo chúng tôi luồn lách như con thoi trong lòng thành phố, cảnh vật trước mắt hình như đã vụt đổi khác. Những gian nhà gỗ thấp lè tè và con đường cũ kỹ đã thay thế cho vẻ phồn hoa dệt nên bởi những tòa nhà cao ốc san sát. Mengrai hai mắt sáng rực, hào hứng nói với tôi rằng đã tới khu vực thành cổ Chiêng Mai và đây mới là Chiêng Mai thực sự. Ông ta chỉ vào ngôi chùa có đỉnh tháp nhọn hoắt rực rỡ ánh vàng cách đó không xa, giới thiệu rằng đó là chùa Wat Chiêng Man ngôi chùa cổ kính nhất ở nơi này, còn hỏi tôi có muốn tham quan một lát không? Sau cú tai nạn, tổn thương sinh lý dễ dàng hồi phục nhưng tổn thương tâm lý cần khoảng thời gian trị liệu lâu dài hơn, mà tham quan du lãm chính là một biện pháp trị liệu tâm lý khá tốt. Tôi bèn vui vẻ nhận lời. Mangrai tỏ ra hưng phấn thấy rõ, nó rằng nếu may mắn được trụ trì đồng ý thì có thể tham quan tượng Phật Frasae Tang Kamani pho tượng Phật làm bằng pha lê cao 10cm do vua Mangrai rước từ Lampang tới Chiang Mai khi định đô thời xưa và đã có 600 năm tuổi ngoài khoảng thời gian rất ngắn ngự ở Ayutthaya còn chủ yếu được đặt ở Chiêng Mai. Cứ vào dịp lễ Songkran tháng 4, cũng chính là năm mới của người Thái, người ta lại tổ chức lễ rước tượng. Xuống xe, tôi và Mengrai tiến về phía chùa Wat Chiêng Man. Sắc mặt Mengrai lập tức trở lên nghiêm trang và thành kính, hai tay chắp lại, mắt nhìn về phía chùa ở đằng xa, miệng lầm rầm tụng niệm. Tôi đưa mắt nhìn quanh, Thấy rất nhiều người Thái cũng làm như vậy trong khi một đoàn khách du lịch Trung Quốc đội mũ vàng của công ty du lịch lại cười nói ồn ào, đi lại lộn xộn, chụp ảnh lưu niệm tanh tách, trông thật lạc lõng với không khí nơi đây. Nghĩ rằng tôi còn ở nước Thái Lan dài dài, cũng nên nhờ ô ra tùy tục. Tôi bèn bắt trước Mangrai, cung kính vừa đi vừa vái. Mangrai khen nức nở, anh khác hẳn với những người khách kia. Nhìn sắc mặt nghiêm túc của bố già trong lòng tôi âm thầm hổ thẹn một chốc sau chúng tôi đã tới tháp che đi luôn tòa tháp quy mô lớn nhất của chùa oát chiêng man tòa tháp cao bằng tòa nhà cao tầng với phần đỉnh nhọn rực rỡ ánh vàng mà tôi vừa nhìn thấy thân tháp hình vuông được nâng đỡ bởi một bầy voi xám dàn hàng quay về bốn hướng tuy chẳng chịt những dấu vết phai mòn do năm tháng nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm trang trọng những phò tượng voi cực kỳ sống động và truyền thần tôi đang thầm tấm tắc trước khả năng áng tạo vô biên của người dân Thái thì chợt liếp thấy phía trước ngôi nhà tường trắng mói xám bên cạnh tháp che đi luôn có một đám người tụ tập. Nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết là khách du lịch, những người Thái Lan đi ngang qua đều tỏ vẻ ngán ngầm, dạo bước thật nhanh trong khi đám du khách lúc thì rú lên tấm tắc, lúc lại ồ lên suýt xoa, ồn ào không thể tả, nghe rất khó chịu. Chắc là bên trong đám khách có người đang biểu diễn trò gì đó. Tôi thấy tò mò, muốn lại xem, song Mangrai đã ngăn tôi lại. Phải thú thực rằng tôi là một kẻ tò mò đại hạng, càng bị cấm cản thì lại càng muốn biết. Bởi vậy, tuy tôi rất muốn nghe lời Mangrai nhưng vẫn cứ cầm lòng không đặng mà vươn cổ nhìn về phía đám người. Mangrai lắc đầu, đầy gọng kính trên sống mũi, muốn xem thì cứ lại mà xem nhưng xem xong rồi đừng có hội hận đấy. Tôi được lời như cởi tấm lòng, vội vã xài bước lại gần chen vào trong đám người. Tôi đã đoán đúng, ở chính giữa đám đông có một người đàn ông dâu quay nón ngồi nghiêm trang thổi sáo, trước mặt bầy bầy cái vải tròn đủ mọi kích cỡ, hơi giống loại vải lớn muối dưa mà người quê tôi vẫn dùng. Tôi lập tức liên tưởng tới trò mua rắn của người Ấn Độ. Khi tiếng sáo cất lên, lũ rắn hổ mang sẽ un éo nhô lên khỏi lọ, lắc lư theo nhịp nhạc. Nhưng đám vỏ vại này trông quá to so với bọn rắn, có lẽ là đựng thứ gì khác. Gã dâu quay nón nuốt khan một cái, tiếp tục thổi sáo. Tiếng sáo chói gắt, lại loạc choạc chẳng có nhịp điệu gì. Nghe kỹ thì thấy giống tiếng rên xiết của người hấp hối. Những người xem trông ai cũng hào hứng, chắc vừa nãy đã nhìn thấy thứ gì đó trong vải. Dưới đất tung tóe đủ loại tiền giấy của các nước khác nhau, còn có một số người nhăm nhăm máy ảnh máy quay đợi sẵn. Tiếng sáo nghe thảm thiết kinh khủng, khi lên đến cao trào thì chẳng khác gì tiếng gào rú thống khổ của kẻ bị tra tấn bởi nhục hình tàn khốc. Tôi nghe mà lạnh gáy, chẳng còn hứng thú mà xem nữa. Đang định chen ra ngoài, bỗng thấy từ trong bảy cái vải từ từ nhô lên những cục gì tròn tròn trắng bớt. Khi những cục đó nhô ra hẳn khỏi những cái vải, tôi đã nhìn rõ. Đó là những cái đầu người nhỏ xíu đủ mọi kích cỡ khác nhau. Những miền linh dị Thái Lan, Dương Hành Triệt, Chương 2, nhộm người, 3. 2. Thì ra thứ được nuôi trong những cái vại kia chính là con người. Là nhộm người đấy, Mangrai thì thào với tôi. Đám du khách hưng phấn rú lên ẩm ĩ, chụp ảnh, quay phim lia lịa, trên những bộ mặt lộ ra vẻ bừng lên vẻ cuồng nhiệt tàn nhẫn. Ánh mắt tôi bị hút chặt vào mớ đầu người vừa nhô ra khỏi vải, cảm giác sợ hãi và ghê tởm dữ dội khiến tôi chết sững, quên cả di chuyển ánh nhìn. Những con người kia, nếu họ vãn có thể được gọi là người, đầu chọc lốc, ướt nhem nhép, từ trên trán tiết ra thứ chất lỏng vàng quạch chảy xuôi xuống cổ vào trong vải, mi mắt lõm sâu vào hốc mắt, con mắt bên trong chắc đã bị móc mất rồi, tay là hai cục thịt đỏ bầm, mũi chỉ còn trơ lại hai lỗ thủng đen ngòm, ẩn ức gì nước, miệng bị khâu kín bằng những mũi kim chỉ hỗn loạn, liên tục phát ra những tiếng xì xì tôi còn nhìn thấy rõ rành rành cái đầu người nhô lên trong cái vải nhỏ nhất, bé hơn rất nhiều so với đầu người trưởng thành, da đầu còn giật lên khe khẽ. Kiến thức y học mách bảo cho tôi đây là đầu của một đứa bé chưa đầy một tuổi. Trong lòng tôi dâng trào căm phẫn, chuyện gì thế này? Vừa nãy tôi bảo anh rồi, xem thì đừng có hối hận. Mangrai khinh vỉ nhìn đám du khách đang cười nói ồn ào. Những con người kia được nuôi bằng nước xác. Đương nhiên với tiền đề là chúng ta vẫn có thể gọi họ là người. Trước khi tới Thái, tôi đã tìm hiểu khá nhiều thông tin. Đán nhộn người này làm tôi sực nhớ tới một tin tức không biết là thật hay giả mà tôi lượm nhặt được. Một cặp vợ chồng mới cưới đã lựa chọn Thái Lan là điểm đến trong chuyến du lịch trăng mật. Khi hai người đang dạo chơi trong khu chợ đêm của Bangkok bỗng thấy một đám đông vây quanh nhà ảo thuật các tiết mục ảo thuật đều vô cùng đặc sắc nên nhà ảo thuật nhận được rất nhiều tràng pháo tay nhiệt liệt cùng số tiền thường khả quan. Tiết mục cuối cùng có tên là Biến Người Sống, nhà ảo thuật mời một khán giả lên biểu diễn cùng. Người vợ rất hiếu kỳ nên sung phong tham gia, người chồng cũng thấy không có gì cần phản đối. Thế nhưng, chuyện không may xảy ra, khi màn ảo thuật kết thúc, người vợ vừa chui vào trong hòm gõ đã không thấy tâm hơi đâu nữa đám đông cười nói ồn ào giải tán, người chồng điên cuồng tìm vợ và cầu cứu mọi người giúp đỡ. Nhưng đám đôn chẳng ai hiểu tiếng Trung, lại cứ ngỡ rằng đây là màn biểu diễn bổ sung sau tiết mục ảo thuật vừa rồi nên đều dựng ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi anh ta diễn xuất như thật. Người chồng tuyệt vọng quỳ sụp xuống đất mới phát hiện ra cả đoàn ảo thuật đã biến mất từ bao giờ. Anh chồng hoàn toàn không thể ngờ được rằng tuần trăng mật mọt ngào của mình lại có kết cục bi thảm như vậy anh ta lập tức tới đồn cảnh sát địa phương và đại sứ quá trung quốc báo án phía cảnh sát lùng dục tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không thu được kết quả và vụ án dần chìm vào quên lãng nhưng anh chồng vẫn không chịu bỏ cuộc anh ta về nước bán hết toàn bộ gia sản một mình quay trở lại thái lan bắt đầu hành trình gian khổ tìm vợ anh ta gần như đã đi khắp mọi ngóc ngách của nước thái tìm đến tất cả các tụ điểm ăn chơi với tấm ảnh vợ trên tay gặp ai cũng hỏi chẳng khác gì một kẻ tâm thần. Sức mạnh tình yêu tuy vĩ đại nhưng hiện thực lại quá vũ phẳng khiến anh ta gần như suy sụp hoàn toàn. Ngày lại ngày trôi qua, tiền dần cạn túi mà người vợ vẫn chỉ tồn tại trong ký ức và tấm ảnh cũ sờn trên tay anh. Nhưng anh ta vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc dù phải trở thành kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, nhờ chút cơm thừa canh cạn để sống qua ngày. Nhưng tình yêu vẫn thôi thúc anh tiếp tục kiên trì tìm kiếm. Những miền linh dị Thái Lan. Dương hành triệt. Chương 2, nhộng người 4. 2. Cho tới một ngày, anh ta đi ngang qua một ngôi làng nhỏ, gặp một gánh xiếc đang biểu diễn và trưng bày rất nhiều động vật quái dị như rắn hai chân, chuột bạch to hơn mèo, trâu ba mắt và còn và còn mấy cái vải to cỡ lớn. Đựng trong vải là những con người kỳ hình dị dạng, chỉ thò ra ngoài có mỗi cái đầu. Mắt bị khâu kín, miệng há hốc bên trong trống hoác vì lưỡi đã bị cắt đứt, răng cũng bị nhổ sạch, tay bị tưới nước trì, bầy ở đó mặc cho du khách nhìn ngó chỉ trò. Đột nhiên, anh nhận ra trong một cái vải có một hình người trông rất quen, tuy mặt mũi đã bị ngâm tới mùn nát biến dạng nhưng vẫn loáng thoáng đường nét của người vợ mà anh ngày đêm nhớ mong. Tìm đập như trống, anh ta tiến lại nhìn, thấy đằng sau cổ có một vết bớt đỏ hình tròn. Vợ anh ta cũng có một cái bớt y hệt anh run rẩy gọi tên vợ. Tuy người trong vài đã bị hủy hoại tinh giác, nhưng có lẽ do linh cảm của tình yêu nên đã quay phát về phía anh, miệng phát ra những tiếng kêu ô ớ. Đó chính là vợ anh. Cơn kích động dữ dội đã khiến anh ta mất sạch lý trí, lập tức lao tới và mau chóng bị mấy gã đô con hung hãn trong gánh xiếc trói khô lại. Vài ngày trôi qua, gánh xiếc lại tới một làng khác. Khi người ta hào hứng và ghê sợ đến xem biểu diễn, họ nhận ra có hai người trong vải nhưng từ đầu đến cuối chỉ nhìn mãi vào nhau, trên gương mặt phảng phất nụ cười bi thiết. Đây chính là màn nhộng người theo lời của Mangrai. Chẳng lẽ họ đã được chế tạo ra bằng cách đấy? Tôi bỗng thấy máu trong người sôi lên sùng sục, chỉ muốn xông vào tần cho gã thổi sáo một trận như tư. Đúng lúc này, trong tháp che đi luông vang lên tiếng chuông vật uy nghiêm và sau đó là tiếng tụng kinh trầm ấm, đưa ra một tia sáng thanh tịnh len vào trong bầu không khí sặc mùi ma quái và ghê rợn. Tiếng chuông trang nghiêm du dương trầm bổng trong khuôn viên chùa Wat Chiang Man như một cụ ông đang kể cho lớp con cháu nghe về cuộc đời bể dâu của mình, khiến người ta thấu ngộ ý nghĩa nhân sinh. Tiếng tụng kinh giống như một dòng suối mát, gột sạch tà ác và nhơ bẩn của cõi người. Đám du khách thu lại nụ cười tàn nhẫn và xấu xa, nghiêng tai lắng nghe những âm thanh thần thánh sắc mặt cũng bình thản ôn hòa trở lại. Gã thổi sáo mặt biến sắc, hối hả ra tăng tiết tấu, tiếng sáo càng thêm trói gắt, còn cuốn theo làn âm khí thâm u, quấn rối vào nhau như rắn độc, sẵn sàng nuốt chừng con mồi. Theo tiếng sáo, đám nhộn người gắng sức thò đầu ra ngoài, cổ ngỏng lên thật cao, trông cũng hơi giống rắn. Tim tôi đập mỗi lúc một dữ dội, lồng ngực như bị ai bóp nghẹn khiến hơi thở trở nên khó khăn tối cúi gập người xuống, thấy nước chua đã ục lên đến miệng, đầu óc nặng chịt. Sao thế, Mangrai thấy sắc mặt tôi là lạ thì ngạc nhiên hỏi. Tôi không thể lên tiếng, chỉ biết suy tay. Mangrai ngơ ngác nhìn tôi rồi đột nhiên trong mắt ánh lên một tia mừng rỡ. Anh có cảm ứng với âm thanh này? Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 2, Nhộng Người, năm. Ba, Tôi, tôi không biết lồng ngực căng tức khiến tôi thở không ra hơi. Tôi ngồi tụp xuống, hai tay bấu chặt vào khe gạch. Mangrai chẳng nói chẳng rằng, kéo phát tôi dậy, lôi tôi loạn trọng về phía tháp che đi luôn. Tôi cảm thấy toàn thân mềm nhũn như cọng bún, để mặc Mangrai lôi sành sạch tới trước cửa tháp che đi luôn. Cũng may, khi tiếng sáo bị bỏ xa, cảm giác khí chịu cũng nhanh chóng tan biến. Tôi đứng thở phì phò, trong khi Mangrai gõ cửa tháp lớn tiếng nói vài câu tiếng thái vọng vào bên trong. Một lát sau, cánh cửa hé mở, một nhà sư nhìn hai chúng tôi với vẻ cảnh giác, lại thò đầu quan sát khắp xung quanh rồi mới chắp tay trước ngực, nghiêng người cho chúng tôi bước vào. Vừa bước vào trong tháp, tôi lập tức cảm nhận thấy một thế giới hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài. Trước mắt tôi là những pho tượng Phật ánh vàng rực rỡ tỏa ra từng vòng hào quang tự ánh tà dương. Tiếng chuông từ trên đỉnh tháp vàng xuống, trước mỗi pho tượng Phật có một nhà sư đang ngồi xếp bằng pháp tướng trang nghiêm tay lần tràng hạt lầm rầm tụng kinh nhưng chán họ lấm tấm những giọt mồ hôi to tướng thật là trái ngược với vẻ thanh tịnh của người xuất gia mengrai trong thời khắc hệ trọng thế này hẳn người biết tự tiện xông vào sẽ gắng chịu hậu quả ra sao chứ nhà sư dâu bạc đang ngồi nghiêm trang ở chính giữa chợt mở choáng mắt nhìn xoáy vào mengrai càng khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là nhà sư dâu bạc nói tiếng hán rất sói. A chan sao nhộn người tà ác lại tiếp tục xâm nhập vào chùa Wat Chiang Man Thanh Tịnh mục đích là vì tượng Phật Pha Lê trí tôn vô thường. Tuy đệ tử đã hoàn tục nhiều năm nhưng vẫn là đệ tử của A chan mong được cùng A chan Luong Pi sao chung sức chống lại nhộn người. Mengrai quỳ dạp xuống đất đáp lại cũng bằng tiếng hán. Sao A chan là cách xưng hô của người Thái Lan đối với nhà sư lớn tuổi, nghĩa là sư phụ. Luông Pi, sư huynh, cách gọi của những vị sư trẻ tuổi. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì nhưng tôi đã nhận ra khi Mengrai nói dứt lời. Ngoài nhà sư dâu bạc ra thì mấy tăng lữ trẻ tuổi đang ngồi nghiêm trang xung quanh nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ, có người còn khẽ hừm vài tiếng. Có vẻ như họ rất coi thường Mangrai nhưng vì nể mặt nhà sư dâu bạc nên mới không nói gì mà thôi. Quả nhiên, còn chưa đợi nhà sư dâu bạc lên tiếng. Một vị tăng nhân tầm ngoài 30 tuổi đã đứng phát dậy, trên nửa mình trần cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, chỉ vào mengrai bật ra một chàng tiếng thái. Lời nói vừa dứt, các tăng nhân đang tụng kinh rều nhếch mép cười khinh khinh. mengrai vẫn quỳ dạp dưới đất, không nói một lời nhưng sắc mặt đỏ bừng đầy hổ thẹn, cơ thể khẽ run lên. Nhìn một người lớn tuổi như Mangrai mà phải run rẩy như một con chuột lọt giữa bầy mèo, lại nhớ tới câu trao đổi vừa nãy giữa ông ta và nhà sư Dâu Bạc, tôi cảm thấy hơi bất bình. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ông ấy muốn giúp mọi người, tại sao mọi người lại giễu cợt ông ấy? Khương Nam, Mangrai quát khẽ, đừng hỗn, tôi đáng lắm. Nghe Mangrai nói vậy, tôi càng bực bội hơn, ông cũng ngoài 50 tuổi rồi ngoại trừ cái chết ra thì còn có gì mà đáng với không đáng kia chứ. Trong đám tăng lữ có một người lớn giọng nói vài câu, chắc là có hiểu tiếng Hán nên dịch lại lời tôi nói cho mọi người nghe. Mấy nhà sư kia liền cười ầm lên. Anh không hiểu đâu, Mangrai ngẩng đầu nên, chỉ mới nháy mắt mà như đã già đi hơn chục tuổi, thơ dài sơn sượt, hai mắt ngấn lệ, tôi đã phạm phải giới luật không nên phạm nhất trong Phật môn hòa thượng tế công ngày xưa cũng uống rượu ăn thịt đấy thôi, trong tâm có Phật là được, cần quái gì đến giới luật. Tôi là kẻ mù tịt về Phật giáo, chỉ vì bất bình khi thấy đám tăng lữ kia diễu cợt tôi còn men thì sợ sệt rúng gió đến hết cả phong độ nên mới lôi chuyện tế công ra cự cãi. Nhưng vừa nói xong câu này, tôi mới sực nhớ ra giới luật không được phép phạm phải và cũng khó tha thứ nhất trong Phật giáo là gì thì lập tức câm bặt. Ngươi từng là tăng lữ tu hành khổ hạnh nhất, Phật tâm kiên định nhất, thật đáng tiếc. Nhà sư Dâu Bạc vẫn nói tiếng Hán, không biết vô tình hay cố ý nhìn sang tôi. Hễ phạm sắc giới, không có ngày về. Tôi thầm nghĩ, đúng là tôi đoán việc như thần, ông già kia đã phạm phải sắc giới. Đừng nói là ở trong Phật giáo mà ở bất kỳ đâu, bất cứ quốc gia nào, kẻ tham sắc đều chẳng có gì đáng để tự hào. A Chan đệ tử biết mình sai rồi. Mấy năm qua, đệ tử không lúc nào ngừng ăn năn sám hối. Hãy cho phép đệ tử được dâng hiến sinh mạng cho chùa. Mangrai cất giọng thống thiết. Hơn nữa, hơn nữa người mà đệ tử dẫn tới đấy có cảm ứng cực mãnh liệt đối với tiếng sáo cổ người. Anh ta chính là ngòi mà chúng ta cần tìm. Khi chúng ta dùng tiếng chuông và tiếng tụng kinh để kháng cự lại tiếng sáo của cổ người, ta cũng cảm nhận được rồi. Nhà sư Dâu Bạc ra hiệu muốn đứng dậy, nhà sư ngồi cạnh vội vàng đỡ ông ta đứng lên. Lúc này, tôi mới nhìn thấy chân trái của ông ta chỉ là một khúc gỗ, kéo dài vào tận trong áo cả sa. 50 năm rồi, không ngờ lần này lại là một người Trung Quốc. Nhà sư Dâu Bạc mỉm cười, nhưng anh ta không có con ngươi màu đỏ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 2, nhộng người 6. 4. Con người màu đỏ. Bốn tiếng vừa thốt ra khỏi miệng nhà sư dâu bạc chẳng khác gì bốn nhát búa bố nện xuống tim tôi khiến tim tôi thắt lại. Đám tăng lữ thôi không cười cợt nữa, hơn chục ánh mắt nhất loạt đổ dồn vào tôi, lướt lên lướt xuống như những cái bàn trải trà sát khắp người tôi. Tôi không quen bị nhìn như vậy, bối rối đứng chơ ra tại chỗ. Tiếng sáo đòi mạng lại vang lên trói gắt. Nhưng pho tượng Phật nặng nề là thế đột nhiên rung lên khe khẽ, nhịp rung hoàn toàn ăn khớp với nhịp sáo. Nói ra có vẻ nực cười nhưng đúng là tôi có cảm giác những pho tượng Phật đang nhảy múa theo tiếng sáo. Tôi lại cảm thấy khó thở, tim đập dữ dội, hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất, miệng thở hồng hộc, ánh mắt nhòe đi, trước mặt trắng xóa như xương không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ biết đưa tay quờ quạng loạn xạ vào khoảng không trước mặt. Trong cơn hoảng loạn, tôi túng được một thứ gì khô cứng, bỗng chốc cảm thấy một luồng khí vô cùng ấm áp dễ chịu truyền vào lòng bàn tay rồi lan khắp cơ thể. Tôi từ từ chấn tĩnh trở lại, khi mở mắt ra, tôi mới biết nắm trong tay tôi chính là bàn tay phải khô như khúc cây của nhà sư dâu bạc. Những nhà sư khác đã quay lại với bộ dạng giống như tôi lúc đầu vừa bước chân vào tháp che đi luôn, chán dịn đầy mồ hôi, miệng hối hà tụng kinh sang sàng ta cũng là người hoa nhà sư dâu bạc nhìn tôi với ánh mắt hiền từ toát lên một vẻ cảm khái rất khó diễn tả ta nghiêm cẩm tuân theo di huấn của sư phụ tìm kiếm một người có cảm ứng với tiếng sáo của cổ người xua 50 năm cuối cùng lại đợi được một người hoa những gì đang diễn ra ở đây vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi khiến tôi không biết phải nói gì nhưng nhìn vào sắc mặt của lão sư phụ tôi đã lờ mờ nhận ra một thông điệp đại họa sắp đến không kịp giải thích nữa rồi, Mangrai, mau thiếp vào chỗ của ta. Nhà sư dâu bạc bỗng cất giọng gấp gáp, ta còn có việc phải làm. Mangrai giật nảy mình, sắc mặt không rõ là kinh hãi hay vui mừng, A-chan, đệ tử. Người quên mất ngươi vừa nói gì ư, nhà sư dâu bạc nhướng mày, chỉ vào tấm đệm của mình. Mau lên, suốt nãy giờ, bàn tay của lão sư phụ vẫn nằm nguyên trong tay tôi làn khí ấm áp giạt rào tuôn chảy vào trong cơ thể tôi không ngừng nghỉ. Mangrai nhảy vội vài bước tới chỗ đệm cói, ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, bắt đầu lớn tiếng tụng kinh. Đừng lấy làm lạ, đây là số mệnh, lão sư phụ rút tay về, đặt hai ngón tay cái vào huyệt thái dương, hai ngón trò tì vào nhau tạo thành một hình tam giác trước chán. Khi lão sư phụ buông tay ra, từ trong cặp mắt đỏ rực như lửa bừng lên ánh hào quang rực rỡ khiến tôi không mở mắt nổi. Phật quang xá lợi, mắt đỏ dáng lâm, tiếng sáo nhân cổ, rõ như bụi trần. Nhà sư dâu bạc gầm lên thật lớn, khắp đại điện vang lại những tiếng u u. Các nhà sư sắc mặt trang nghiêm càng lớn tiếng tụng kinh, những pho tượng Phật đang lắc lư từ từ yên tĩnh trở lại. Đúng vào lúc này, mặt đất giống như mặt hồ phẳng lặng bị ném xuống một hòn đá lớn, đột nhiên nứt toác, gợn lên những vệt sóng uốn lượn trông vô cùng quái dị. Những con sóng mỗi lúc một y thêm hăn dữ, sàn nhà chốc lát biến thành mặt biển cuồng nổ, cuộn trào nhấp nhô. Những phiến đớ xanh tầm một thước vuông theo nhau bật tung lên, rồi lần lượt rơi xuống va vào nhau cành cạch. Các nhà sư chẳng khác gì những con thuyền nhỏ trao đảo giữa cuồng phong sóng dữ, cũng ngả nghiêng siêu vẹo theo chuyển động của sàn nhà. Chân đế của một pho tượng Phật mau chóng dạn nứt, bụi rơi rào rào từ trong kẽ hở, cuối cùng ngả nghiêng rồi đổ sập xuống đất, dáng thẳng vào một nhà sư. Dòng máu đặc quánh cuốn theo xương thịt vỡ vụn bật ra từ trong khe hở của pho tượng Phật, bắn tung tóe lên những nhà sư khác, quệt lên tường một vết máu lớn rờn rợn. Một nhà sư không chịu đựng nổi nữa, mở choàng mắt, gào thét đứng bật dậy, mặt mũi méo sạch trong cơn kinh hãi tột cùng, hai tay khua khoáng loạn xả chạy lao ra về phía cửa đột nhiên sàn nhà nứt ra một khe hở rộng hơn nửa mét toàn bộ những phiến gạch xanh đồng loạt dựng đứng từ trong khe nứt vọt lên hai cái bóng trắng xám vồ lây nhà sư chạy trốn lôi tuột xuống dưới khe hở lập tức liền lại mặt sàn tiếp tục cuộc trào như sóng nổi tôi cũng ngả nghiêng không đứng vững cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía trước những viên gạch xanh hết dựng lên rồi lại đổ xuống những gờ cứng và sắc đập vào mạng sườn và xua lưng làm tôi đau điếng nhưng cảnh tượng ma quái và ghê rợn trước mắt đã khiến tôi bàng hoàng ngây dại, quên bẵng cả cảm giác đau đớn. Các nhà sư đã ngừng tụng kinh, hãi hùng nhìn về phía nhà sư dâu bạc, vài người chân đã run lên lẩy bẩy muốn đứng dậy nhưng không dám. Trong tháp che đi luôn lúc này sắc sụa mùi máu tanh nồng. Chỉ có Mengrai vẫn bất động như núi trước những biến cố kinh hoàng, tụng kinh không ngơi nghỉ, sắc mặt nghiêm trang, hoàn toàn không đếm xỉa đến những chuyện xảy ra xung quanh nhà sư dâu bạc thở dài thườn thượt tâm phật thế nào là tâm phật không ngờ khổ tu bấy lây nay người kiên trì được tới cùng lại là một đệ tử đã bị đuổi khỏi phật môn vì phạm vào sắc giới là nghiệt hay là duyên bên ngoài có mấy nhộng người lão sư phụ quay sang hỏi tôi gắng gượng bò dậy hai chân trụ vững dưới đất cố gắng không để mình bị ngã xuống lắp bắp không thành tiếng bảy bảy những bảy con sắc mặt bình thản như mặt hồ lặng sóng của lão sư phụ bất chợt thay đổi, hai mắt mờ chừng, đôi mày nhíu chặt, cặp mắt đỏ rực như sắp vụt lửa đến nơi. Tôi bất giác giật lùi hai bước. Những miền linh dị Thái Lan. Dương hành triệt. chương 2, nhộn người, 7. Nam, dầm, dầm, lại có hai pho tượng Phật vỡ nứt đổ nhào, may sao không dáng chúng ai. Khi pho tượng Phật lăn lông lốc dưới sàn nhà, mặt đất lại nứt ra một khe rộng kéo pho tượng lọt thỏm xuống phía dưới tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra lại càng kinh hoàng khi thấy mình vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong cuộc chỉ biết hét lên xé giọng chuyện gì thế này nếu lần này có cơ may sống sót ta sẽ kể cho thí chủ nghe lão sư phụ nhìn vào pho tượng như lai ở chính giữa tòa tháp pho tượng phật một tay dựng đứng trước ngực một tay đặt ngang Đỡ lấy một chiếc hòm gỗ tầm một thước vuông Hy vọng thí chủ có thể lấy nó xuống và mở ra Tôi đã điên như đứng trong song dữ Ruột gan lộn tùng phèo chỉ muốn nôn thốc ra ngoài Tại sao tôi phải lấy nó xuống Những thứ này có liên quan gì đến tôi Đây là số mệnh Số mệnh cái con khỉ Tôi chỉ là một sinh viên bình thường Tôi tới Chiêng Mai là để du học Chứ không phải để giúp ông lấy cái hòm thổ tả kia sao ông không tự lấy xuống mà lại bắt tôi đi lấy tôi gào lên căm phẫn sự thực là tôi đang hết sức dè chừng dù tôi có ngu đến mấy cũng hiểu rõ sự việc hôm nay cực kỳ nguy hiểm và có liên quan tới tôi tôi đã phát hiện ra các nhà sư tuy vô cùng hoảng loạn nhưng không ai dám rời khỏi tấm đệm cói nửa bước nhớ đến pho tượng phật và nhà sư chạy trốn bị mặt đất nuốt chừng tôi cũng đoán ra được nếu tôi chạy bừa chắc chắn sẽ phải chịu chung số phận hay nói cách khác, kẻ thổi sáo điều khiển những người bên ngoài tuy không nhìn thấy tình hình bên trong tháp che đi luôn nhưng hắn đã dùng một pháp môn gì đó để cảm nhận được vật thể chuyển động rồi điều khiển những cái bóng xám trắng để lôi mục tiêu xuống đất. Nếu tôi chạy tới lấy cái hộp, tức là tôi sẽ chuyển động. Lão sư phụ trông thì nhân từ đạo mạo, thế mà lại bắt tôi làm việc thế này, thật không thể chấp nhận được chỉ những ai sở hữu con ngươi màu đỏ và có cảm ứng với tiếng sáo của cổ người thì mới tránh được sự truy lùng của hắn hẳn là hắn đang ôm một cây gậy gỗ trong lòng và áp tay lên đó lão sư phụ đã nhận ra sự dè chừng của tôi đành phải giải thích tôi nhớ lại đúng là lúc nãy tôi có nhìn thấy kẻ thổi sáo ôm khư khư một cây gậy gỗ trong lòng lúc đó tôi băn khoăn chẳng lẽ hắn bị mù ông cũng có con ngươi màu đỏ ông cũng có cảm ứng với tiếng sáo sao ông không đi? Con mắt đỏ của lão sư phụ tỏa ra một quầng hào quang đỏ rực, trông giống như một tấm lụa đỏ phủ lên cái đầu chọc lốc. Nếu không phải đang ở trong tình cảnh chớ trêu này thì cảnh tượng hoạt kê đó chắc chắn đã khiến tôi cười lăn lộn. Ta đã đi một lần rồi và đã mất một chân. Lão sư phụ chỉ vài cây gậy gỗ bên chân trái. Chỉ có chúng ta mới mở được vật pha lê nhưng mỗi người chỉ được phép mở một lần trong đời. Nhìn vào cây gậy gỗ dưới chân lão, tôi khắp người lạnh toát, nếu tôi từ chối thì sao? Với lại tôi làm gì có con ngươi màu đỏ? Nếu vậy thì cuộc chiến Phật cổ kéo dài hàng nghìn năm sẽ đến hồi kết thúc, chúng ta đều sẽ phải chết. Lão sư phụ nở một nụ cười đau khổ, cứ 10 năm, cuộc chiến Phật cổ lại bùng nổ một lần. Đáng lẽ chúng ta không cần phải nhờ vào uy lực của Phật Pha Lê nhưng lần này, cổ tộc đã tìm đủ bảy nhộng người, chúng ta không thể đủ sức để ngăn chặn. Nói rồi, lão bổ sung thêm huống hồ thí chủ có con người đỏ hay không bản thân thí chủ không biết ư ừ. vào lúc nguy hiểm nhất lại xuất hiện một người có con người đỏ há chẳng phải số mệnh trong lòng tôi bắt đầu tin vào lời lão vì có sự việc trước mắt làm chứng tôi chỉ cách cái hộp gỗ chưa tới 10 mét nhưng tôi nghĩ 10 mét ấy chính là con đường nguy hiểm nhất trong cuộc đời này cứ nhìn vào tình hình trước mắt cột tay cột chân đã là may mắn lắm rồi tôi khó tránh khỏi run sợ. Nhưng run thì cũng chết, liều mạng một phen khéo còn có cơ may sống sót. Tôi nghiến chặt răng, gồng người sung tấn, chuẩn bị xông đi với tốc độ nước rút thì lão sư phụ lại đột nhiên quờ tay giữ tôi lại, khoan đá. Tôi vừa trực lao đi lại bị lão giật lại thình lình, khác nào dồn sức ra đòn mà lại đấm hụt, chúi mặt chúi mũi đến tức cả ngực. Còn chưa kịp thắc mắc, tôi đã hiểu vì sao lão ngăn tôi lại ở sát chân tường bỗng trồi lên vài cục tròn ung ủng, hình như có thứ gì đó đang muốn đội đất chui lên khiến mặt đất sùi lên như bọt bóng. Mấy cái bọt giống như vật sống, nhúc nhích tiến về chính giữa tòa tháp tạo thành một hình thù rất quen, đứng chắn ngay giữa tôi và Phật Như Lai. Tôi liếc mắt qua, thấy có bảy khối tròn lớn bé lổn nhổn, cục to nhất nhô cao đến quá nửa thân người, cục nhỏ nhất mới chỉ hơi nhu nhú. Thứ nên trong cứ thì tụt nhô lên, như thể muốn phá đất trôi ra. Từ trong những kẽ gạch xanh bị đùn lên đã thấy di dì thứ dịch nhảy màu vàng quạch, phả ra mùi hôi thối lợm ròng. Nhộng người, tôi nhớ lại bảy con nhộng người đựng trong bảy cái vải bên ngoài thì lập tức liên tưởng đến bảy khối u trước mắt. Phải, có bảy cái, còn tạo hình bắc đầu thất tinh, trong mắt lão sư phụ lộ rõ vẻ kinh hãi, lẽ nào xá lợi của Phật tổ hôm nay sẽ bị tộc cổ cướp mất. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 2, Nhộng Người, 8 Năm, Tôi còn chưa kịp hỏi xá lợi của Phật Tổ là gì, đã thấy đất cát trên đỉnh những cục u rào rào đổ sang hai bên, từ dưới đất thọc lên những bàn tay trắng bợt chỉ còn da bọc xương, sau đó là cả cánh tay, rồi cái đầu trương phình, rồi bà vai và cuối cùng là toàn bộ bảy con nhộng người thòi lên khỏi mặt đất, đứng lầm lì trước mặt tôi, trong những phun ra những tiếng xì xì cảnh tưởng thật khiến tôi phát mửa, ruột gan lộn tùng phèo. Bảy nhộng người hoàn toàn trần trụi, trên mình dòng dõng nhiễu xuống những giọt chất lỏng sền sệt như mật ong, có kẻ hai chân nát bấy dính chặt vào nhau trông giống hệt người cá, có kẻ trên mình sần sùi mụn cóc to cỡ hạt vừng, có kẻ toàn thân nứt nẻ chẳng chịt như vầy cá lộ ra lớp thịt thối giữa đỏ quạch bên trong. Tôi không chịu nổi nữa, cúi gập người xuống nôn khan các nhà sư cũng đã kinh hoàng tới đỉnh điểm không biết là ai cú lên đầu tiên rồi cả đám ù té chạy ra phía cửa chỉ có một người vẫn bình chân như vậy, chính là meng rai ông ta vẫn nghiêm trang và thành khẩn ngồi trên đệm cói mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm kiên gan cầm cự nhưng từ trong mắt mũi miệng đã thấy rỉ ra những dòng máu đỏ các nhà sư vừa hè nhau tháo chảy bảy con nhộng người đã khụt khịt mỗi người rồi lao vọt về phía họ chỉ trong vòng vài phút, đám tăng lữ đã thịt nát xương tan. Tôi đã sắp hóa điên đến nơi, sao ông không cứu họ? Ta không thể, nhộn người đã xông vào trong tháp. Pháp trận của chúng ta đã bị phá rồi. Chúng ta đã thất bại. Bên khóe mắt lão ứa ra những giọt lệ đục ngầu. Mangrai, người đã tận lực rồi. Người thật không hổ thẹn với dòng dõi của mình. Mangrai ngượng cười đáp, A-chan, xin lỗi, đệ tử chỉ có thể làm được đến vậy đám nhộn người đã trở về chỗ cũ. Tôi chỉ mong trong tay mọc ra một khẩu súng máy để lia cả băng đạn về phía chúng. Đám nhộn người với khụt khịt mũi người, vừa giật giờ đi lại trong tháp, tìm kiếm mục tiêu. Có một con suýt va vào vai tôi, tôi đứng chôn chân tại chỗ, chỉ khẽ nghiêng người né tránh. Mùi máu thịt tanh nồng khiến tôi nôn nao, tôi nhịn không nổi ho nên đáy tính nhưng hình như con nhộn người kia không hề nghe thấy tôi bỗng phát giác ra trên cổ nó có một cái bớt màu đỏ tròn xoe còn có một con nhộng người cao hơn một chút bám sát theo sau nó tôi lờ mờ đoán ra nhộng người không nghe được chúng chỉ biết hành động theo mệnh lệnh của kẻ thổi sáo bên ngoài và kẻ thổi sáo sẽ căn cứ vào tiếng tiếp đất và tiếng bước chân của vật thể bên trong để đưa ra mệnh lệnh tàn sát còn nếu chúng tôi chỉ nói thì kẻ thổi sáo sẽ không nghe thấy vừa nãy anh đã do dự để lỡ mất cơ hội tốt nhất rồi. Mangrai lau máu tươi trên mặt, trong lúc pháp trận của chúng tôi vẫn có thể gắng gượng duy trì, nếu anh mở được hòm gỗ, lấy được vật pha lê ra, để thánh quang xá lợi soi chiếu thì chúng ta đã thắng chắc rồi. Tôi nhìn máu thịt đầy đất, trong lòng đau xót xen lẫn ân hận. Nhưng làm gì có ai bình tĩnh nổi trong một hoàn cảnh thế này? Tôi vẫn đứng bất động, đám nhộn người vẫn câm lặng lùng sụp. Mangrai có vẻ như đã kiệt sức, rũ rượi cuộn tròn trên đệm cói. Lão sư phụ ngửa đầu, nhắm mắt siết chặt hai nắm tay. Mangrai, không thể trách thí chủ đây. Lão sư phụ chậm rãi nói, đây là số kiếp, không thể chạy thoát được. A chan, đệ tử hiểu rồi. Giọng Mangrai chỉ còn thêu thào, rồi ông ta nằm im bất động. Mangrai đã chết rồi ư? Tôi bàng hoàng chấn động tuy chỉ mới quen biết Mengsi nhưng ông ta là người tôi thân quen nhất trên đất nước thái lại chu đáo thân thiện với tôi đến thế và tôi cũng rất có thiện cảm với ông ta tìm tôi đập dữ dội lòng tôi đau đớn như vò nhưng nhìn đám nhộn người đi đi lại lại tôi gắng bắt mình chấn tĩnh tôi phải tìm cách để xông qua đám nhộn người khát máu phải mở được hộp gỗ phải lấy được tượng phật pha lê ra tôi là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ đã không được ai tôn trọng lại càng chẳng có ai nuôi kỳ vọng gì ở tôi. Tùy những người kia đã chết, nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy linh hồn của họ đang thôi thúc tôi, chờ đợi tôi thực hiện nguyện vọng cuối cùng của họ. Tôi đã không giúp được gì cho Mangrai nhưng cũng phải để ông chết được nhắm mắt. Máu trong người tôi sôi sục như sắp sửa bốc cháy. Tôi cẩn thận nhìn kỹ từng thứ ở bên cạnh, cho tới khi ánh mắt dừng trên cơ thể lão sư phụ. Tôi đã phát hiện ra thứ cần tìm a chan tôi cất giọng rành mạch tôi có một cách hưng phải mượn ách vài thứ thật sao lão sư phụ mắt sáng rực chỉ cần bảo vệ được vật pha lê và xá lợi cái mạng của ta cũng giao luôn cho thí chủ không tôi chỉ cần một đồ vật thôi tôi khẳng định mảng chỉ có một cơ hội cũng chỉ có một tôi phải một đòn thủ thắng những miền linh dị thái lan dương hành triệt chương hai nhộng người chín 6. Tôi chỉ vào những chiếc vòng đồng trên cánh tay của lão sư phụ. A Chan hãy ném chiếc vòng đồng này đi cùng một lúc, khi vòng đồng rơi xuống đất, nhộng người sẽ đuổi theo vòng đồng, tôi sẽ chớp thời cơ chạy tới mở hộp gỗ. Nhưng lão sư phụ lại chỉ cúi xuống nhìn đám vòng đồng, không nói năng gì. Tôi sốt ruột, A Chan, phải nhanh lên mới được. Chỉ có 6 chiếc, lão sư phụ khẽ nói. Cái gì mà chỉ có 6 chiếc? tôi phát bực trước sự chậm chạp của lão trên tay ta chỉ có sáu chiếc vòng đồng lão sư phụ gỡ từng chiếc vòng ra xếp chồng lên trên lòng bàn tay ta không còn thứ gì nặng để phát ra âm thanh trên mặt đất nữa ngoại trừ lão sư phụ không nói tiếp nhưng tôi đã hiểu a chan ông không thể làm thế được tôi vẫn chưa biết mở dương gỗ xong thì phải làm gì không cần làm gì mở ra là được vừa dứt lời sáu chiếc vòng đồng trong tay lão đã bắn về sáu hướng đập vào tường rồi rơi xuống đất lanh canh. Nhộn người lập tức lao về các vòng đồng giống như bầy sói đói vồ mồi, tứ chi nhảy choi choi trên nền đất. Còn nhộn người nhỏ nhất còn kéo lòng thòng dưới bụng một sợi dây rốn dài ngoằng. Mau, lão sư phụ quát lớn rồi trực chạy theo hướng ngược lại để dụ dỗ nhộn người. A chan, để đệ, đệ tử, bỗng một người hét lên rồi lao vọt đi giữa hai chúng tôi, cố tình dẫm chân thật mạnh xuống đất. Mangrai, ông ta vẫn còn sống. Ông ta đang dốc chút sức tàn để kéo dài thời gian cho tôi. Tôi chợt thấy sông mũi cay xè, nhiệt huyết sôi sục không kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa, lập tức lao về phía tượng Phật Như Lai. Tôi hy vọng có thể mở được hộp gỗ trước khi nhộng người tóm được Mangrai. Cái khoảng cách 10 ngắn ngủi này có lẽ chỉ cần một, hai giây nhưng một, hai giây đó lại dài rằng dặc như thế kỷ. Tay tôi vươn dài hết cỡ về phía trước để mong chạm vào được vào cái hộp gỗ nhanh hơn. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới Mangrai và lão sư phụ nữa. Còn 5 mét, 4 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét. Đầu ngón tay tôi đã cảm nhận được chất gỗ cổ xưa, cảm giác chạy theo dòng máu vào trong trái tim đang đập như điên loạn. Tôi đã chụp được cái hộp. Tôi đã ôm được cái hộp vào lòng. Khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy tim mình thắt lại cái hộp không có nắp, chỉ là một khối gỗ hoàn chỉnh không một khe nứt, không một kẽ hở Tôi lập tức nghĩ đến chuyện nem no xuống đất đập vỡ, nhưng vậy thì Phật pha lê và xá lợi sẽ rơi ra, nhộn người tràn tới, thế thì may mắn cho chúng quá. Nhưng liền lúc đó, tôi phát hiện ra tay tôi đã dính liền với cái hộp cảm giác cực kỳ quái dị, cái hộp cứ như một phần của cánh tay tôi, không thể rời ra được. Đúng lúc tôi đang hết hồn hết vía, Rột nhiên trên hòm gỗ lóe ra một tầng hào quang lờ mờ bảy sắc cầu vồng rồi tưng một tiếng. Cái hòm tự động bật mở, một luồng sáng trắng lòa dọi thẳng ra ngoài, sáng quắc nhưng không hề trói mắt. Ánh sáng tinh ấm áp và yên tĩnh nhanh chóng chảy tràn trong lòng tháp. Điểm phát ra ánh sáng là một pho tượng phậy có lẽ chỉ cao độ 10 phân, quanh mình lung linh ánh sáng hào quang màu lục nhạt, đặt ngay ngắn ở chính giữa hộp trên tay phải nhỏ xíu được khảm lên vật chất gì đó trắng toát, khác hẳn với tổng thể pho tượng. Trong lòng tượng Phật có một đốm sáng xanh biêng biếc đang lưu truyền mỗi lúc một thêm rực sáng, cuối cùng cũng dừng lại tại màng màu trắng toát chê tay phải, ngưng tụ thành một đốm sáng nhỏ xíu nhưng trói loa đến lạ lung. Đốm sáng từ từ thu nhỏ lại, nhấp nháy chốc lát rồi lại nở bùng, ánh sáng xanh biếc trong bắt bừng rọi khắp xung quanh. Tôi cảm nhận thấy rõ tia sáng xuyên thấu qua lòng bàn tay mình, nhìn kỹ lại thì thấy hai tay đã biến thành hai mớ gọng xương. Ngay sau đó, tất cả những bộ phận trên cơ thể mà ánh sáng dọi qua cũ bê dê đều biến thành những khúc xương sạch trơn không da không thịt. Tôi rụng rời kinh hãi, hai tay bồn rùn, hộp gỗ rơi thẳng xuống đất. Đột nhiên, Phật pha lê bay lên, trôi bồng bềnh giữa không trung rồi từ từ di chuyển về phía giữa tháp. Tôi đưa mắt nhìn theo Phật Pha Lê, tâm tư bỗng thấy bình yên lạ. Tôi cảm giác như pho tượng đang mỉm cười với mình. Pho tượng đã dừng lại giữa không trung, tỏa ra ánh sáng xanh tới từng ngóc ngách của tòa tháp. Bỗng chốc, tôi quên bẵng thời gian, quên bẵng sợ hãi, cứ đứng ngây như phỗng ở đó. Không biết bao lâu sau, tôi mới giật mình choàng tỉnh, vội vã đưa mắt nhìn lão sư phụ và Mengrai. Á! À, Cảnh tượng đập vào trước mắt khiến tôi rú lên kinh hãi. Nơi lão sư phụ vừa đứng, thù lù một bộ xương trắng ẩn, chân trái cụt mất một nửa tì vào cây gậy gỗ. Phía sau bộ xương, cách khoảng 4, năm bước là một dãy những bộ xương lớn nhỏ đủ cỡ đang bày ra đủ các tư thế vồ chộp khác nhau. Trong đó có hai bộ xương nắm chặt tay nhau, trung tâm điểm của những cú vồ chộp là một bộ xương người vô số tia sạch xanh trong vấn vít tựa dây mây trói quanh những bộ xương khiến cảnh tượng toát lên một vẻ rùng rợn khó tưởng tượng tôi nhìn lại mình thì quần áo da thịt không biết đã biến sạch đâu mất chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng nhởn sáng lên lập lòe trong ánh sáng xanh năm mươi năm về trước ta cũng từng trải qua sự việc tương tự da thịt chỉ là vật ngoài thân duy trì xương cốt mới là cội gốc tôi thấy hai hàm răng trên bộ xương của lão sư phụ không ngừng khép mờ Đa Tạ thí chủ đã bảo vệ cho xá lợi Phật tổ được an toàn thêm 50 năm nữa. Có điều, chuyện kinh hãi hơn nữa sắp sửa xảy ra, thí chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lão sư phụ vừa dứt lời, tôi lập tức nhìn thấy sự việc khủng khiếp hơn đúng như lời lão nói. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 2, nhộng người 10. 7 Ánh hào quang biếc xanh rực rỡ tỏa ra từ Phật pha lê đã từ từ dịu lại, nhạt dần rồi ngả sang màu trắng sữa giống như sương mù lãng đãng trong tháp che đi luôn. Và tôi nhìn thấy tất cả những bộ xương đều đang biến đổi. Từ trên những khung xương đang từ từ mọc ra những thớ thịt màu đỏ thẫm, ánh sáng càng nhạt đi, những thớ thịt lại càng hiện rõ, càng mọc nhanh chóng hơn. Từng thớ thịt quấn vào nhau như những búi run, vùn vụt mọc dài, quấn bọc lấy xương, đùn lên từng lớp một. Bên trong khung xương trống rỗng, tim gan phèo phổi từ từ mọc ra, tôi thậm chí còn nhìn thấy những xúc ruột trắng tinh trườn bò ngoằn ngoèo. Tôi cúi xuống nhìn cơ thể mình, những sợi thần kinh mảnh đang vùn vụt tỏa rộng, tôi đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng một bộ xương biến thành một con người máu thịt. Không một từ nào có thể hình dung được cảm giác của tôi lúc này. Tuy tôi học ngành y nhưng cùng lắm chỉ được học về giải phẫu cơ thể. Còn cảnh tượng trước mắt lúc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Cuối cùng, ánh sáng trắng đã phai nhạt hoàn toàn. Tất cả những con người trong tháp cũng đã mọc xong cơ thể. Phía sau lão sư phủ, toàn bộ đám nhộn người vẫn đang vây chặt lấy Mengrai nhưng tất cả đều im lặng như tượng. Mengrai đứng giữa đám nhộn người, hai mắt trợn tròn sửng sốt, a chan, thế? Là thế nào? Phật quông phổ chiếu, tất cả tà ma không thể nấu mình. Lão sư phụ nhìn tôi mỉm cười cảm kích, đa tạ thí chủ đã giúp nhà chùa vượt qua kiếp số hung hiểm nhất trong vòng 50 năm qua. Pho tượng Phật pha lê bỗng lắc một tay giữa không trung rồi rơi thẳng xuống. Tôi cuống quýt chạy lại đỡ nhưng không kịp nữa rồi. Thôi xong, tôi nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn cảnh pho tượng Phật, Phật Phật thần thánh rơi vỡ tan tành. Keng một tiếng, tôi he hé, hé mắt thấy pho tượng Phật pha lê đã nằm trên nền đá xanh. Mặt đá lõm xuống thành một hố nhỏ, chẳng chịt vết nứt. Thật không ngờ Phật Pha Lê lại cứng rắn đến vậy, tôi thầm hú hồn, liều sống liều chết đến giờ mà để Phật Pha Lê vỡ mất thì đúng là không còn gì để nói. A à Chan, sao Phật Pha Lê lại thế này? Rai ngơ ngác bước qua đám nhộng người, trong đó có hai nhộng người đang nắm chặt lấy tay nhau. Tôi cảm thấy sắc mặt của Rai rất lạ, hoàn toàn không còn vẻ thành kính lẫm liệt trước đây. Như thế đã biến thành một người khác hẳn, hai mắt nhìn hau háu vào Phật Pha Lê. Lão sư phụ đang quay mặt về phía tượng Phật như lai lầm bầm tụ miệng nên không nhìn thấy mặt Mengrai. Phật quang gột sạch tà ác nhân gian, Nhộng người sớm đã mất hết tính người, không còn sống nổi, bao gồm cả kẻ điều khiển ở ngoài kia. Phật quang của Phật Pha Lê cũng cạn kiệt rồi, phải 10 năm nữa mới hồi phục được. Không biết đến kiếp nạn lần sau, ta có còn trên cõi đời này nữa hay không? thật đáng tiếc cho những người đồng tu của ta, Phật tâm chưa đủ kiên định. Nói tới đây, lão sư phụ ngửa cổ nhìn lên đỉnh tháp nhắm nghiền mắt lại. Vậy cũng có nghĩa là, Mangrai nở một nụ cười âm trầm, không còn ai ngăn cản được tôi nữa. Ông ta vươn tay nhặt lấy tượng Phật pha lê, thẻ lưỡi liếm lên mình Phật, tộc của chúng ta đã đợi ngày này suốt nghìn năm rồi. Lão sư phụ toàn thân chấn động, mở tròn mắt quay sang nhìn Mangrai, sao cơ người. Tôi, Mengrai bật cười lạnh lẽo. Tôi vẫn là Mengrai phạm phải sắc giới bị đuổi khỏi Phật môn năm xưa đó. A Chan không nhận ra tôi ư. Tôi bỗng thấy toàn thân ớn lạnh, trong lòng kinh hãi. Sự việc khủng khiếp nhất trên đời chính là người mà mình tin tưởng đột nhiên biến thành kẻ thù nguy hiểm nhất. Khi anh hôn mê trong bệnh viện, tôi đã tới thăm anh. Bác sĩ nói với tôi, sau khi anh được đưa đến bệnh viện, ông ta đã lật mí mắt anh lên để kiểm tra phản xạ đồng tử và đã thấy con ngươi của anh màu đỏ nhưng đến hôm sau lại trở lại bình thường. Bác sĩ không thể giải thích được, đành kết luận đại là do nhãn cầu sung huyết nhưng tôi biết cơ hội đã tới, bởi vậy mới phát động cuộc chiến vật cổ sớm hơn dự kiến. mang Rai cao pho tượng Phật pha lê trên tay, giờ thì xá lợi của Phật tổ đã nằm trong tay tộc cổ chúng ta. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương 2, nhộn người, 11. 8. Mangrai, sao người có thể phản bội Phật môn, nhập vào cổ tộc? Lão sư phụ bàng hoàng chất vấn. Tôi phải khẳng định rằng lão sư phụ tuy đức cao vọng trọng nhưng năng lực ứng biến cực kém. Nước sôi lửa bỏng thế này không lo nghĩ cách đối phó còn chất vấn dài dòng làm quái gì cơ chứ. Nhưng tình thế quay ngoắt 180 độ như trong phim thế này cũng khiến tôi dối trí. Tôi thầm nghĩ, Nhộn người chết cả rồi. Mangrai chẳng qua chỉ là một gã trung niên ngoài năm chục. Tôi là thanh niên trai tráng. Nếu có xô sát thì cũng chưa biết mèo nào cắn mìu nào. Chỉ hơi tiếc cho đám nhộng người mà tôi nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua. Cuộc chiến sớm hơn dự kiến làm tôi chưa thể luyện chúng tới nơi tới trốn, khiến chúng vẫn còn giữ lại hồi ức mãnh liệt nhất từ kiếp trước. Mangrai phủ phàng đạp thẳng vào hai nhộng người đang nắm chặt tay nhau. Chết rồi mà còn rách việc. Achan năm xưa là ông đuổi tôi ra khỏi phật môn không chút thương tình chứ không phải tại tôi phản bội ông có biết với một người mang huyết thống hoàng gia thì việc đó nhục nhã đến mức nào không tôi bị tất cả mọi người chê bai dè bỉu đến cả bọn trẻ con cũng ném đá vào tôi không chịu bán cho tôi bất cứ thứ gì tôi giống như một con chó hoang chỉ còn biết bới nhặt thức ăn thừa trong thùng rác các người ngày nào cũng nhận lễ vật ê hề làm sao hiểu nổi cảnh khốn cùng của tôi Đúng lúc cùng đường, tôi đã gặp được truyền nhân của tộc cổ. Họ cho tôi ăn uống, chăm sóc tôi chu đáo như người thân, còn cho tôi tín ngưỡng. Nếu không có họ, chắc gì tôi đã sống được đến ngày nay. Phật môn các người chèn ép tộc cổ cả nghìn năm, liền tự cho mình là chân lý sao? Tổ tiên tộc cổ năm xưa học sách cổ thuật để khám bệnh cho người ta. Tuy cách thức có hơi cực đoan nhưng hữu hiệu hơn các ngươi tụng kinh niệm Phật nhiều các người tụng kinh chẳng giúp được cho ai cả. Thế nhưng hễ bị phát hiện, họ lại bị mang đi thiêu sống. Đấy mà là Phật môn từ bi ư, bởi các người thấy tộc cổ được nhiều người tin theo làm lung lay địa vị của Phật giáo nên các người mới vu cho cổ thuật là tà thuật, muốn tiêu diệt tận gốc tộc cổ chúng ta. Tôi chợt nhớ tới câu chuyện cánh diều ra người mà cô gái trên máy bay đã kể cho mình nghe. Chẳng lẽ, chuyện cô ta kể là sự thật? cuốn sách cổ thuật năm xưa đã có người học được. Mangrai, lão sư phụ im lặng nghe ông ta nói hết câu mới nở một nụ cười buồn bã. Năm xưa không phải ngươi phạm vào sắc giới mà đó chính là thử thách dành cho những người mang huyết thống hoàng tộc như ngươi. Nào ngờ, ngươi lại lầm đường lạc lối đi theo tộc cổ. Những trụ trì trước ta đều là hậu duệ của hoàng tộc. Chỉ có duy nhất một mình ta không mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Đó là bởi vì trong cuộc chiến Phật cổ lần trước, tất cả cao tăng đều đã viên tịch, ta mới phải nất đắc dĩ nhận ngôi trụ trì. Nếu như không có chuyện này, ta cũng dự định truyền lại ngôi trụ trì cho ngươi. Ông nói gì? Mangrai ngờ vực nhìn sững vào lão sư phụ ông nói dối. Lời ta nói đều là sự thực. Lão sư phụ đứng thẳng dậy, tấm áo cả xa không gió mà bay phồng lên như trái bóng. Bỗng bụp một tiếng, tấm áo rách toang, lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn rắn giỏi. Hôm nay, ta, trụ trì chùa Wat Chiang Man sẽ quyết chiến với tộc cổ tới cùng. Mengrai ném pho tượng Phật pha lê sang một bên, nhếch mép cười khinh khỉnh, mái tóc hoa dâm bỗng chốc dựng ngược, thoát cây trắng như tuyết. Thình lình, Mengrai ngừng phát đầu lên, trên mặt gân xanh vằn vện, sắc da xanh thẫm, trong miệng từ từ thòi ra hai chiếc răng, vậy thì... Ra tay đi, mắt tôi bỗng hoa lên, hai cái bóng xám cuốn theo luồng khí nhàn nhạt, nhạt đâm sầm vào nhau. Do tốc độ quá nhanh, tôi không nhìn thấy họ đang làm gì, chỉ nghe những tiếng va đập như sấm rền vang lên không ngớt. Máu đỏ phun tuế, bắn vọt cả vào mặt tôi bỏng rẫy. Tôi cố gắng đưa mắt bám theo tốc độ của họ, muốn nhận ra ai là ai trong cái khối xám xịt cuốn chặt lấy nhau kia nhưng không thể. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện trong kinh hãi, mong cho trụ trì diệt trừ được Mangrai. Cuộc chiến kinh tâm đáng tởm kéo dài chưa tới một phút, hai bóng xám đã bắn ngược sang hai bên. Lão sư phụ đứng vững như bàn thạch trong khi Mengrai ngã sụp xuống đất, tay ôm ngực, phun ra một bụng máu tươi. Tóc Mengrai đã trở lại màu sắc bình thường, ông ta ngẩng nhìn lão trụ trì, ánh mắt đầy căm hận. Mặt ông ta chẳng chịt nếp nhăn tựa như đã già đi vài chục tuổi, thân mình teo tóp như quả bóng xì hơi. Tôi không nén được vui mừng nhưng nhìn bộ dạng của Mengrai, tôi cũng thấy ít nhiều thương hại. Mengrai bấu chặt ngón tay vào kẽ đá đến nỗi da thịt trắng bợt máu đỉ thấm dỉ qua kẽ móng chảy theo khe đá thẫm xuống đất ta không thể thắng chính lão sư phụ thốt ra một câu rồi cũng bật ho dữ rồi, có lẽ bị nội thương không nhỉ sức ngươi hơn ta nhưng trong lòng ngươi tràn đầy thù hận ngươi đã bị chính mình đánh bại ô Mengrai ngốc ngoắc cần cổ khớp xương kêu lên lắc rắc ai nói tôi bại vừa dứt lời phiến đá xanh dưới chân lão sư phụ tình lình nứt toác, từ bên dưới thọc lên một đôi bàn tay bầy nhảy máu thịt, tóm lấy khúc gỗ bên chân trái bẻ đánh rắc, chụp lấy chân phải của lão. Tôi đã nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Lại tiếp tục có vô số bàn tay thò lên túm chặt lấy cổ, người và cánh tay của lão. Tôi hét lên một tiếng, vội chạy về phía lão sư phụ túm lấy những bàn tay kia rằng ra khỏi người lão nhưng những bàn tay cứ như được hàn chặt vào người lão trụ trì kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Vội cái gì, rồi sẽ đến lượt mày. Membrai loạng choạng đứng dậy, nhưng kẻ sở hữu con ngươi màu đỏ còn phải lấy xá lợi từ Phật pha lê xuống đã nên hắn cần sống thêm chốc lát. Lão sư phụ đã bị những cạn tay siết chặt đến không đi nhúc nhích, la cô quát lớn, huyết cổ. Người đã giấu xác chết vào trong tháp từ bao giờ thế? Mengrai chỉ vào vệt máu vừa nhỏ xuống kẽ đá, đắc thắng nói, ông quên rồi à? Chính đáng sư huynh sư đệ đáng yêu mới rồi còn diễu cợt tôi đều đã bị lôi xuống lòng tháp đấy thôi. Đó là những cây xác mới nhất để gieo huyết cổ. Đừng dãy dụa nữa, nói cho tôi biết pháp chú của xá lợi, biết đâu tôi sẽ tha chết cho ông. Lão sư phụ mỉm cười với tôi, xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được thí chủ, bắt thí chủ phải hứng chịu tai nạn không nên có. Đầu óc tôi hoàn toàn mụ mịt tôi chỉ biết ra sức rằng giật những bàn tay ra khỏi cơ thể lão sư phụ. Tuy biết là vô ích nhưng tôi chẳng thể làm được gì khác. Tôi biết ông sẽ không chịu nói. Mangrai móc từ trong túi một ống trúc, mở nút, từ bên trong bỏ ra một con nhìn nhện màu sắc sặc sỡ leo lên mơ u bàn tay của ông ta, há miệng cắn phập xuống, cái bụng lép kẹp nhanh chóng căng tròn. Nên tôi đã chuẩn bị sẵn thứ này. Tôi nhìn mà rụng rời kinh hãi, tôi tưởng như đã trông thấy thần chết đáng áp sát lại gần. Đúng lúc này, sau lưng Mangrai, có hai thứ gì đó dịch chuyển. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 2, nhộn người, 12. 9. Họ gào thét lao bổ về phía Mangrai, một kẻ ôm lấy chân, một kẻ vì lấy cỏi ông ta, hai cái miệng cũng há ngoác. Những mũi khâu trên miệng bị răng toạc, lộ ra hàm răng trắng nhờn trong đám máu thịt bầy nhầy cắn phập xuống. Chính là hai con nhộng người vã ẩn nắm chặt tay nhau. Chân Mangrai bị toạc một miếng lớn, máu tươi túa ra đầm đìa. Mangrai rú lên đau đớn nhưng tiếng rú lập tức tắc nghẽn vì cổ hỏng cũng bị nhộng người còn lại cắn trúng, dòng máu phụt ra thành tia. Hai nhộng người giống như sói đói vừa bắt được mồi, dùng hai hàm răng hung hãn nhanh chóng cướp đi sinh mạng của Mangrai những bàn tay đang siết chặt lấy cơ thể lão trụ trì đã đồng loạt thu về dưới đất để lại những lỗ hồng đen xì tôi thở dốc không dám nhìn cảnh tượng mang rai đau đớn quằn quại trong cơn cắn xé của nhộng người chỉ biết tiếng gào thét của ông ta cứ yếu dần yếu dần rồi lịm hẳn cơ thể tôi đã gần như tê dại đến nỗi quên mất phải đỡ lão sư phụ dậy lão sư phụ gắng gượng chống tay ngồi dậy khuôn mặt rúm gió luôn miệng niệm phật hai nhộm người đã kết thúc trận cắn xé đưa mắt nhìn nhau tuy đôi mắt đều đã bị khâu kín bưng nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy tình yêu nồng nàn tỏa ra từ đó tiếp đến họ cùng hé khuôn miệng rách nát tựa như mỉm cười rồi đưa tay vốt ve khuôn mặt đối phương khẽ khàng như chỉ sợ làm nhau đau đớn đôi tay họ từ từ di chuyển ra sau lưng đối phương kéo đối phương về phía mình mỗi lúc một gần cho tới khi ôm chặt lấy nhau Tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nói bật ra từ ít hầu của một trong hai nhộng người. Anh yêu em, em cũng yêu anh, nhộng người kia thều thào đáp lại. Tôi bỗng thấy môi mình mặn chát, không biết bởi nước mắt hay mồ hôi. Cái ôm của họ bất động, lặng phắc như pho tượng đá kể từ thời khắc này. Tất cả đều đã kết thúc trong tháp che đi luôn chỉ còn lại tôi và lão trụ trì đứng giữa những nhộng người đã chết và những khúc xương vụn nát của mengrai pho tượng phật pha lê nằm im lìm trong một góc tĩnh tại quan sát từng sự biến trong tháo yên ắng tuyệt đối tới mức tôi nghe thấy tiếng máu chảy trong người mũi tôi tắc nghẹt giọng nói khàn đặc a chan đã kết thúc rồi sao kết thúc rồi lão sư phụ ngồi bẹp trên nền đất phật nói ái tình nam nữ cũng là dục vọng sẽ gây cản trở đường tu nào ai ngờ lần này chính tình yêu nam nữ đã cứu chúng ta than ôi a à chan tôi muốn biết tất cả tôi ngồi xuống bên cạnh lão giúp lão nắn lại cái chân phải đã bị bẻ gãy thí chủ có biết catherui là gì không có biết tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ truyền thuyết catherui của thái lan nắn xương xong tôi lại lấy cái chân giả đã bị bè đôi giúp lão sư phụ nẹp trô chân gãy rồi xé quần áo buộc cố định lại. Lão sư phụ ra hiệu mình không sao, tôi liền ngồi xếp bằng dưới đất, lắng nghe lão kể chuyện. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.